Chúng em cảm ơn thầy cô. Nhưng nếu ai không nhớ sẽ không nhớ nổi. Em mời thầy cô lên chụp ảnh cùng với chúng em ạ. Thầy đã thân thấy các bài thơ này, chúng ta có thể thấy quê hương chính là những điều nhỏ bé bình dị nhất xung quanh chúng ta. Vì lẽ đó, một khi biết tự bao giờ quê hương đã đem lại an trí và cảm xúc mỗi con người thêm đậm nhẹ nhàng và sâu lắng, đẹp đẽ và lung linh. Có thể nói quê hương là tất cả những ký ức, tình cảm về mảnh đất chôn rau cắt rốn, nơi nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn thành người. Bài học hôm nay đến đây là hết. Các em đã thuộc bài chưa? Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay. Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ. Bài học sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ. Bài học sáng nay trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ.